Giải đấu PUBG Mobile Pro League mùa 4 chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021. Trong khi đó thì bên phía TBT họ đã kiểm soát khu đỉnh đồi đến vị trí của Madara. Còn Chua, anh ta bắt đầu di chuyển lên từ khu vực các thành viên bên phía TV Gaming rồi. Rõ ràng bây giờ đội hình bên phía TV Gaming họ bắt đầu di chuyển sang cái mạng trái của bản đồ thôi, khi mà đang còn một lượng smoke là ổn dành cho vị trí của Chua. Thì hôm qua bát của Jumi Hau cùng đó EAP 80 cam đang đối mặt với 3 thành viên bên phía team EAP. Và như vậy One More đã phải làm lại ở vị trí top thứ 6. Còn quay trở lại đây, đội hình bên phía team DX đang cố gắng kê 2 thành viên còn sống cuối cùng bên phía 2 team lẻ, đó là Jumi Hau cả EAP. Một quả nét được rút ra, Lamborghini chuẩn bị có mạng đầu tiên cho mình rồi. Như vậy là 80 cam người bắn sắm xuống sẽ là cái top thứ 5 dành cho hình bên phía team Jumi Hau. Và sẽ là tìm người còn sống cuối cùng bên phía team EAP, đó là PC. Và đang cố gắng ẩn ở trong làn smoke này, làm sao có thể chạy đến đây. Thật đó, từ mặt chính xác tới từ vị trí ra beat. Vâng, 2 team và 5 player còn sống cái lợi thế tuyệt đối dành cho thành viên bên phía Tidigo Xavier trong vòng bóng cuối này. Vâng, bây giờ ngay tức một tiếng cân 4 có được đến vị trí bàn đài. Không, đầy lượng máu trên kênh đang không còn nữa, chỉ có 10 bàn đét nữa thôi. Đang cố knock out được thành công vị trí pin. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn cách mà Maradai cố gắng sinh tồn ở trong vòng bóng cuối. Quá khó rồi. Vậy là Tidigo Xavier sau một ngày thi đấu ngủ yên, sau một ngày thi đấu mà họ liên tục combat với thành viên phía bóc bên mình, thì bây giờ đến một map thi đấu Myanmar thôi. Ngay tức thì họ đã kiếm được cho mình một trận đấu top 1 rồi. Đây, rõ ràng với việc mà có được chương trình trận đấu top 1 thì chắc chắn là Dingo Cyber họ sẽ xuất hiện ở trong cái vòng đấu Super Weekend lần này. Trong khi đó thì ở những góc còn lại thì vị trí Pin cũng như vị trí Frankie. Những góc này đội hình bên phía thì Dingo Cyber họ đang có một cái lợi thế rất lớn. Và đó là cái top 1 dành cho các thành viên bên phía Dingo Cyber với 627 đam đến từ vị trí cao. Chính xác rồi, hãy chờ xem. Rất có thể là nó vẫn sẽ đem lại những sự hiệu quả như nó bao quanh mình. Và đây đang là một góc mà Tigan có thể nhìn thấy Bucky trước. Hãy chờ xem một tình huống đổ đèo tới từ bộ đôi bên phía One More, và họ cũng đang quyết định chờ đợi cái vòng bò này chứ không hề vội vàng di chuyển một chút nào cả. Gắn tò mò rồi và gắn bắt đầu bò lên. Gắn tò mò là dễ chết lắm này, nhưng mà tò mò sẽ đem lại thành công này, và chúng ta chờ xem liệu Gắn giáp 3 mũ 2 dành cho vị trí Gắn nhưng không được rồi khi Bucky là người thi đấu kinh nghiệm hơn. Và rõ ràng là tò mò là sẽ chết, và đó sẽ là tình huống 1v1v4 và lợi thế hoàn toàn dành cho AAT. Và đây sẽ là tiền đề giúp cho AAT đọt vào trong top 16. Và chắc chắn thì sau trận đấu top 1 này, AAT họ sẽ xong góp mặt ở trong vòng đấu Super Weekend ở trong tuần thi đấu đầu tiên của giải đấu PMPL Season 4 thôi. Nhưng mà chưa chắc lắm anh Tùng ạ. Họ đang có 3 điểm sau 6 loạt trận. Và một cái top 1 này nữa gọi là 6 kill đi. Nếu như mà 6 kill thì khoảng là 21 điểm. Không, chưa chắc lắm. Vẫn đang ở nhóm có thể nói rằng khá nguy hiểm dành cho AAT. Còn ở khu vực này thì nguyên 2k còn được cho mình 50% máu. Nhưng không hiểu lý do gì mà vị trí nguyên 2k người ta đang không cần máu cho tình huống này. Vẫn đang chờ chăng? Đang chờ cơ hội để bắt được các thành viên với AAT chăng? Hay là họ đang chờ xem là AAT sẽ bắt được Lạnh hay là bắt được mình trước đây? AAT họ sẽ là người quyết định xem là ai sẽ là người top 2 và ai sẽ là người top 3 cho tình huống này. Lạnh đã lộ vị trí rồi. Vẫn đang cực kỳ lì lợm tới từ cái đầu Lạnh, trong đó để bên trên kia. Và như vậy thì cuối cùng nguyên 2k là cái tên nằm xuống trước về Norway. Sẽ là 7 kill dành cho AAT hay không? Đấy, đúng là như vậy rồi. Bon VIP Pro là người có đi cái mạng của cái đầu Lạnh. Và đó là một top 1 gọi tên Angry Animal Team ở trong trận thi đấu thứ 2, ngày 2 của PUBG Mobile Pro League mùa 4. Và thành công bị chia gà hấp muối và tiện các thành viên của Academy dừng lại top 5. AAT Norway đã bị clear hoàn toàn, dừng lại top 5 rồi. Và top 4 dành cho bên phía thứ 3 Seal và 3 team 10 player còn sống. Cơ hội đến 80% top 1 dành cho Dingo Xavier khi vòng bóng thứ 6 để lại gọi tên Dingo Xavier. Pin thậm chí bây giờ cũng tự tin tới mức công ngược lên bên phía của Talion Sport để đem về những số lượng điểm hạ gục. 23 mây đã nằm. Và nếu như Pin có thể tận dụng thành công khoảng tham minh này thì đó sẽ là những điểm hạ gục dành cho Dingo Xavier. Biết đầu bị forecast vào rồi, cực kỳ khó chịu tới từ Lamborghini. Khi đó là một tiếng mở cánh cho nó đây. Pin ở góc này đã confirm được 23 mây rồi. Liệu có phát hiện ra được F1 hay không đây? Pin biết được rằng xung quanh đây vẫn còn một thành viên bên phía Talion Star. Hãy nhìn cái cách mà Pin đang cực kỳ cảnh giác đi. Check góc kỹ tới từ Pin. Tiếp tục là tiếng mở cánh dành cho các thành viên của Dingo Xavier. Savio họ đã tận dụng tối đa cơ hội của mình để thể cày kill. Nhưng bây giờ thì F1 lộ vị trí rồi. Pin nào play vị trí F1. Ông vua kho bị chiều Pin. Ui, anh nhìn cách của anh ta solo. Và đó là clear được hoàn toàn bên phía team Talent Esports dừng lại top 3.
bây giờ sẽ được đưa về tình huống đó là 4-3 đội hình bên phía Team Liquid Xavier lợi thế hoàn toàn 4-2 thôi khi mà Chiu Jude đã bị knock out rồi. Frankie chủ động ép sát lên và bây giờ sẽ là cái top 4 thứ hai trong ngày thi đấu này dành cho Liquid Xavier, không có một cơ hội nào dành cho các thành viên của bên phía Team EAP nữa. Đang lợi thế quá rõ ràng rồi, Frankie đẩy lên nhưng mà tình huống này thì hơi thăng hoa rồi, không sao cả, vẫn có được sự ủng hộ tới từ vòng Blue Zone. Và đó là cái top 1 tiếp theo dành cho Dingo Xavier trong ngày thi đấu thứ hai này. Một ngày thi đấu có thể nói là cực kỳ bùng nổ của Dingo Xavier. Có vẻ như là với tình huống vừa rồi thì ngay tức chúng ta nhìn thấy bộ mặt của Frankie ở trong Winner Chicken Dinner. Như đây mình VIP Pro sẽ là những tình huống khai thác trực tiếp vào các thành viên của Dingo Xavier. Tình huống giờ được đưa về là 2-2, nhưng bây giờ thì tình huống được đưa về là 1-2 khi trận có vị trí thành viên Dingo Xavier đã kịp knock out được một người, nhưng không đi rồi, nhưng ui hãy nhìn đã xử lý được pha bắn cuối này, một pha bắn thẳng vào mặt của đối phương tới từ Frankie nhưng lại hơi đen khi mà nó không đủ đam mẹ gục đi Diamond VIP Pro rồi thì để cho đối phương cứu nhau rồi, và tình huống sẽ là 1-3. Khoảng cách xa như này thì không có cơ hội để Frankie có thể trả những quả nết của mình tới được. Chỉ là một nỗ lực, một sự cố gắng tới được Frankie mà thôi. Rất nhiều nết ở trên người. Một quả nết yếu đi vị trí của Diamond VIP Pro. Bây giờ khi cứu xong nhau thì bắt đầu là những tiếng mở cánh tới từ AAT. Frankie yếu máu, nửa bình còn lại cố gắng hồi cho mình thêm một cái first aid kit nữa, nhưng chỉ là một cái gốc cây mà thôi. Và thậm chí vòng bó tiếp theo nó cũng đã từ chối những nỗ lực của Frankie. Hết rồi. Bây giờ sẽ là 1-3, hết thật sự rồi. AAT chúng ta nhìn cách mà AAT họ đang kê quá chi trong pha bắn lần này, và thậm chí Frankie anh ta đã không có được cho mình những quả smoke nữa. Với những quả nết không đủ để có thể knock out có thể tìm phía team AAT ở trong những tình huống mà AAT họ khép góc. Quá khó dành cho Frankie, và thậm chí là G4 đã bắt đầu có những tình huống mở sang bên phía cánh phải. Frankie không knock out được vị trí ở G4 và đó là dấu chấm hết dành cho thành viên Dingo Xavier với một trận đấu top 2 nhưng không sao. Đó lại là top 1 dành cho AAT, và đây đồng nghĩa việc là AAT họ sẽ có được cho mình một slot đến với vòng Super Weekend ở trong tuần thi đấu này. Hai trận đấu top 1 liên tục, phép màu thực sự xảy ra Cường ạ. Phép màu thực sự xảy ra, một top 1 có 10 kill. Wow. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút về chỉ số của AAT ở trong trận thi đấu vừa rồi. Gần 1.800 đam gây ra, 559 lượng máu hồi, lượng đam nhận vào là 637 và 10 kill ở trong trận thi đấu vừa rồi dành cho AAT. Đồng nghĩa với việc là họ sẽ sống dậy từ cõi chết. Một tấm vé vớt cuối cùng, một cơ hội cuối cùng dành cho AAT. Bcnode dừng lại top 46 kill. Bây giờ sẽ là 3 team. Ôi, VGaming đang thi đấu với 3 người từ đầu game tới giờ đúng nhở? Thế mình nhìn không nhầm. Không, họ vẫn đang thi đấu đủ. Không. Chính xác, họ có đủ trước khi combat với các bảo Nam United. Sau đó thì mất một người. Và giờ thì đến lượt các thành viên Dingo Xavier có một lối chơi chủ động hơn rồi. Chùa đã nằm xuống, mũi công bên phía của VGaming bị tận dụng. Nhưng ngay lập tức ở phía sau thì Tom cũng có một câu trả lời. Tuy nhiên là Tom chỉ kịp đổi một mà thôi. Một tiếng cover cực kỳ tốt tới từ Frankie. Hai người bên phía VGaming bị ạ gục rồi. Giờ chỉ có lại Tom đã lộ vị trí ở trước đó. Và đó là Tuấn Z cũng đang solo em với Frankie ở góc còn lại này. Lợi thế hơn người quá rõ ràng dành cho Dingo Xavier. Và Rabbit xuất hiện 13 kill dành cho Dingo Xavier trong trận thi đấu này. 13 kill dành cho Dingo Xavier, tiếp tục đang là vị trí của Rabbit ở trong lượt trận này bắn cháy hơn rồi. Ta Academy nằm ngoài cuộc chiến và tự nhiên lại có được cho mình cái top 2 với 12 điểm. Bây giờ Felix anh ta chỉ chờ thôi, thì bây giờ sẽ là 1-3. Cơ hội dành cho Ta Academy là không còn. Quá lộc lá dành cho Ta Academy. Đúng vậy. Bây giờ sẽ là cái top 1 dành cho bên phía Dingo Xavier. Và đây sẽ là cái top 1 thứ 2 trong ngày thi đấu hôm nay dành cho bên phía Dingo Xavier. Cùng với đó là một cái top 2 ở game đấu trước đó. Rất dễ dàng rồi, Frankie đang bắn cực kỳ vào form. Hoặc đó cũng có thể là một pha chủ động nhường MVP. Trận thi đấu này thì gọi là DX ăn hết rồi. Ăn cả Winner Winner Chicken Dinner và ăn cả MVP rồi. Khi mà Frankie có cho mình tới 7 kill, không thể lạc đi đâu được. Úp cả nước luôn rồi. Cúp cả nước luôn lượt trận này rồi, ăn thịt gà